Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Acer 4750 nha các bạn. Mã men là GE40HRMB 10267-4. Thì hiện trạng của con này nha các bạn, không mở nguồn phía sau, mình cắm vào led nguồn chớp rất là nhiều nha các bạn, chớp liên tục, dòng nó không có lên dòng được nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của cái máy này nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ cắm nguồn và mình cho các bạn xem. Máy không có mở nguồn phía sau nha các bạn. Đó, máy ăn dòng. Các bạn quan sát là máy ăn dòng nhưng mà không mở được cái nguồn phía sau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái nguồn 3V 5V xem có hay không nha các bạn. Để các bạn quan sát. Có 5V nha các bạn. Ok không? Đó, 3V có nha các bạn. 5V 3V có nè. Đây, các bạn quan sát đồng hồ của mình. Mình sẽ để gần cho các bạn xem. Đó, có 5V nha các bạn. Đó, có 3V. Rồi, tiếp tục mình sẽ kiểm tra các nguồn phía sau này nha các bạn. Xem nó có nguồn chưa nha các bạn.
Rồi, để mình kiểm tra nguội nha các bạn. Xem tổng trở như thế nào đây. Wow. Wow. Cái tổng trở của cái nguồn tổng phía sau có vấn đề nha các bạn. Ok, đây các bạn quan sát đồng hồ của mình, đây là con U3604 nha các bạn, U3604. Đây là 5V X0 nha các bạn, bên đây là 5V X5, qua bên đây là 5V X0 nè. 5V X0 nó đang có vấn đề nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ tách chạm, xem nó sẽ nóng linh kiện nào mình sẽ cách ly nha các bạn, xem cái tổng trở này có hết hay không nha các bạn. Chạm về mát luôn nha các bạn. Ok. U3604 nha các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng cái nguồn khoảng 3V DC nha các bạn, khoảng chừng 2A ha. Mình sẽ cấp vào đây, xem cái vị trí nào nó sẽ nóng lên nha các bạn.
Wow. Rồi. Phát hiện vị trí này nha các bạn. Ok, đây vị trí này là của cái ổ đĩa CD quá. Wow. C2809 phải nha. Đây là khu vực nguồn của ổ CD. Wow, đúng rồi, chính xác. Mình sẽ bỏ cái con C2809 này ra nha các bạn. C2809 của Sima. Nam von đất 809. Fan cần tròn. Tròn công việc này là gì ta? Điều khiển quạt gì? C809 đây nha các bạn. Đây mình sẽ để sát lại cho các bạn xem. Đây vị trí này nha các bạn. Đó, C2809 nè. Con này bị lỗi này nha các bạn. Rồi mình sẽ tháo con này ra nha các bạn. Rồi mình sẽ đo lại xem nó còn bị chạm hay không nha các bạn. Tại vị trí đây. Rồi, tiến hành mình sẽ đo lại ngay chỗ con U3604 nha các bạn. 5V0. Rồi, tổng trở đã lên cao nha các bạn. Ok nha các bạn. À, tổng trở đã lên cao rồi nè. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử coi cái men có hoạt động hay không nha các bạn. Tháo cái dây này ra.
Rồi máy ăn dòng nha các bạn. Đó, led nguồn đã sáng nè. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ xem lại cho các bạn xem lại cái nguồn 5V X0 và 3V X0 này nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình. Đó, máy ăn nguồn rồi nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đo. Đó, có 5V X0 nha các bạn. Ok, bên đây. Đó, 3V X0 có. Ok rồi. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn CPU nha các bạn và RAM xem cái main có dòng chạy không nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Ồ, đó, máy đã có dòng kích rồi nha các bạn. Ok. Rồi, dao động có dao động chạy nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn qua màn hình xem cái main này có xuất hình không nha các bạn. Đó, nguyên nhân là bị sọt cái nguồn 5V X0 nha các bạn. Giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem như thế nào. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn, xem cái main có hoạt động không nha các bạn. Rồi, máy đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy nguyên nhân ở cái con 4750 là do bị lỗi khu vực 5V X0 nha các bạn. Sau khi mình xử lý xong thì máy đã xuất hình, lên hình bình thường. Đây, máy đã lên hình bình thường nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.